Một phần. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita, được thuyết giảng vào tối ngày 14 tháng 1 năm 2013 tại Bandita Rama Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về chánh tư duy, là tức là cái sự thấy đúng đắn, Samadhi. Đây là một cái phẩm tính quan trọng mà mọi người cần phải có. Nếu mà chúng ta đi trên một cái chuyến hành trình mà chúng ta không có thấy một cách kỹ lưỡng trên cái chuyến đi này thì chúng ta có thể gặp tai nạn. Đối với những ai mà muốn có những cái kết quả tốt trong đời của mình thì Samadhi là cái sự tư duy đúng đắn, cái sự thấy đúng đắn, nó rất là quan trọng. Nếu mà một người biết cái con đường thẳng để mà tiến tới, và một người cũng biết là có một cái con đường nó ngoằn ngoèo, thì khi đó một người hiểu được cái sự nguy hiểm của cái con đường nó ngoằn ngoèo, và một người tránh xa cái con đường đó và tìm tới cái con đường thẳng mà tới cái mục tiêu của mình. Nếu mà một người vì cái lý do gì mà phải đi trên cái con đường ngoằn ngoèo thì một người cần phải có cái khả năng để bảo vệ chính mình, và họ sẽ đem theo những cái vật dụng cần thiết để bảo vệ mình trên cái con đường đó. Mà khi mà họ đoán trước là trên cái con đường này sẽ có những cái khó khăn như thế nào thì họ sẽ chuẩn bị trước. Một người mà biết cái con đường mình đang đi thì sẽ chọn cái con đường đúng đắn để mà cái con đường này nó tạo, nó giúp cái giúp người đó tới một cái nơi tốt đẹp, một cái nơi an toàn. Thì đặc biệt là trong cái sự hành thiền của chúng ta thì có ba cái pháp hành mà chúng ta cần phải tạo dựng để nâng cao đời sống của mình. Thì ba cái pháp hành của giới, định và tuệ. Thì khi mà hành thiền như vậy thì cái tư duy, chánh tư duy nó rất là quan trọng. Trong cái sự hành thiền, khi mà thiền sinh tới đây thì hành thiền trong một cái thời gian, trong cái khóa thiền tích cực như vậy, thì thiền sinh đã tạo được một cái trớn. Và với cái trớn, với cái sự hành thiền như vậy thì thiền sinh có thể thấy được cái sự thỏa mãn sanh khởi trên cái pháp hành của mình. Khi mà nghe những cái lời dạy của Ngài Thiền Sư, và thấy là những cái lời dạy của Ngài và những cái kinh nghiệm mình có được nó trùng hợp với nhau, thì khi đó một người có cái sự thỏa mãn trên cái sự hành thiền của mình. Thì hôm trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có đề cập tới 6 loại tư duy. Thì cái loại tư duy đầu tiên là tư duy về nghiệp, thì nó rất là quan trọng cho tất cả chúng ta, cho tất cả chúng sanh. Cái tư duy thứ hai là cái tư duy về thiền định, thì cũng vì những cái chi thiền trong thiền định nó có mặt trong khi chúng ta hành thiền, chẳng hạn như là tầm, tứ, hỷ, xả, nhất tâm. Những cái phẩm tính này nó có mặt khi mà chúng ta hành thiền. Cái phẩm tính thứ hai, cái tư duy về thiền định, cho nên nó cũng quan trọng cho chúng ta khi mà chúng ta hành thiền minh sát. Và tiếp tục, cái phẩm tính thứ ba là cái tư duy về thiền minh sát. Đây là cái sự hiểu biết mà nó sẽ từ từ nó trưởng thành qua cái thiền minh sát. Và cái sự hiểu biết này là cái nguyên nhân gần nhất để mà chúng ta thực chứng được cái con đường đạo. Khi mà chúng ta cố gắng tạo cho cái sự tư duy về thiền minh sát, cái sự hiểu biết trong thiền minh sát trở nên trưởng thành, thì khi đó không có cần thiết để mà chúng ta tạo cho cái phẩm tính thứ năm, phẩm tính thứ tư là tạo đạo tư duy, Megha Samadhi. Đạo tư duy sẽ sanh khởi một cách tự nhiên khi mà chúng ta có được tư duy về thiền minh sát. Và khi mà đạo tư duy về đạo sanh khởi thì quả, tư duy về quả cũng sanh khởi một cách tự nhiên. Và cái phẩm tính thứ sáu, cái loại tư duy thứ sáu là cái sự suy niệm
tuệ xét lại, khi mà sau khi chúng ta đạt được đạo và quả thì có cái sự suy niệm về những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có được khi chúng ta đạt được đạo và quả, thì tiếng Pali gọi là Paccho Wakama Samadhi, là cái tuệ thứ sáu, cái tư duy thứ sáu. Và cái tư duy này cũng tự nhiên mà sanh khởi. Cho nên ba cái tư duy đầu tiên thì quan trọng cho chúng ta, và ba cái tư duy sau cùng thì sẽ tự nhiên phát sinh mà chúng ta không cần phải tạo ra. Đây là một cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải hiểu biết tới. Trong sáu cái loại tư duy này thì cái loại tư duy cuối cùng đó là cái tư duy về cái tuệ xét lại, cái sự suy niệm về những cái pháp mà chúng ta đã kinh nghiệm được. Trong giây phút đó thì một người sẽ quay ngược lại và suy niệm lại những kinh nghiệm gì mình đã có được. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta cố tạo cho chính mình đạt tới một cái nơi an toàn, một cái nơi mà chúng ta sẽ không có cái sự nguy hiểm của những cái kẻ thù. Chúng ta cố gắng chạy tới một cái nơi, tìm tới một cái nơi an toàn khi mà chúng ta hành thiền, thì cái kẻ thù mà chúng ta cố gắng tránh xa đó là cái tham, sân và si. Và tham, sân và si tạo cho những cái khó khăn trong đời của chúng ta. Đây là những cái kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải gặp phải. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự quyết tâm là trước nhất là chúng ta không có tạo những cái hành động thô tháo qua thân và khẩu, và chúng ta chạy xa những cái kẻ thù với cái sự quyết tâm này. Cho nên chúng ta sẽ tránh xa những cái tác động thô tháo, và nhờ như vậy thì những cái tác động qua thân và khẩu nó trở nên trong sạch, dễ mến, và cái tâm thì nó có cái sự an vui. Trong giây phút đó thì chúng ta không có làm những cái gì sai trái, và bởi vì như vậy thì chúng ta cũng không có làm những cái gì tổn thương đến những người xung quanh chúng ta. Đó là một cái điều tốt mà chúng ta, một cái thiện nghiệp. Nếu mà chúng ta tạo những cái hành động thô tháo qua thân và khẩu thì không những người xung quanh của chúng ta đau khổ mà chính chúng ta cũng bị đau khổ. Cho nên chúng ta cần phải biết là nó là một cái điều tốt, một cái thiện nghiệp, một cái việc nên làm để mà chúng ta tránh xa những cái tác động thô tháo. Với cái niềm tin như vậy thì chúng ta khởi đầu giữ năm cái giới căn bản. Thì đối với cư sĩ thì họ giữ năm cái giới căn bản, và chúng ta giữ giới một cách trong sạch, kỹ lưỡng để mà không làm tổn thương đến những người xung quanh mình. Thì tỳ khu hoặc là quý sư cô thì có giới riêng của mình. Chỉ có khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng về nghiệp, biết là nghiệp là cái chúng ta sẽ đem theo cái nghiệp, tốt hay xấu chúng ta sẽ đem theo cái nghiệp, thì khi mà biết được như vậy thì chúng ta mới cố gắng giữ giới trong sạch. Nếu mà không có cái sự hiểu biết về nghiệp là cái tài sản của chính mình, thì khi đó một người sẽ phạm giới và họ sẽ làm những cái gì mà họ mong muốn mà họ không có sự kiểm soát. Một người sẽ tạo những cái bất thiện nghiệp, và vì như vậy họ sẽ làm tổn thương đến những người khác, tạo cái sự khổ đau cho mình và những người khác. Và họ sẽ tạo cái sự nguy hiểm cho chính mình. Cho nên cái tư duy về nghiệp nó là cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải có. Nó là một cái nền tảng mà chúng ta cần phải có. Nhưng mà sau đó thì khi mà chúng ta hành thiền như là chúng ta đang hành thiền hiện bây giờ, thì chúng ta ghi nhận tất cả đề mục gì đang sanh khởi, áp dụng cái sự tinh tấn, cái sự hướng tâm đúng đắn
trên cái đề mục đang sanh khởi, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Trong từng giây phút đề mục gì sanh khởi, chúng ta cũng cần áp dụng tinh tấn và hướng tâm đúng đắn để ghi nhận đề mục. Thì nhờ như vậy, cái sự chánh niệm nó sẽ sanh khởi trong từng giây phút. Và khi chánh niệm nó dính sát trên đề mục thì cái tâm nó trở nên tập trung. Và khi đó chúng ta có cái sự bảo vệ của tâm trên cái sự lười biếng và những cái phiền não khác. Cái tâm nó được bảo vệ. Cái sự tinh tấn mà chúng ta vun bồi sẽ giúp chúng ta diệt trừ được cái sự lười biếng. Cho nên trong giây phút đó thì lười biếng không có cơ hội sanh khởi. Và với chánh niệm thì cái tâm nó được bảo vệ trên những cái phiền não. Và sau đó khi mà cái tâm nó có cái sự định tâm sanh khởi, samadhi, thì cái tâm nó không có bị rung động bởi tham, sân và si. Cái tâm trong giây phút đó thì nó tĩnh lặng. Chúng ta cần phải ghi nhận trong từng giây phút để chúng ta có được một cái trạng thái tâm như vậy. Khi mà có được một cái trạng thái tâm như vậy thì cái tâm nó trở nên hiền hòa, dễ mến. Và chúng ta sẽ thấy là cái kết quả nó trở nên tốt đẹp. Khi mà qua cái sự hành thiền, chúng ta thấy là cái hành thiền nó đem tới một cái sự lợi lạc, một cái kết quả tốt đẹp. Và thấy được như vậy, chúng ta càng có thêm cái niềm tin vào pháp bảo. Và nhờ cái niềm tin mạnh mẽ này, chúng ta tiếp tục vun bồi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong cái sự hành thiền của mình. Thì ở đây có nhiều thiền sinh, thì Ngài thấy là một số thiền sinh ở đây không có hiểu về cái điểm này. Bởi vì Ngài thấy là một số thiền sinh khi hành thiền thì họ nhìn đây, nhìn đó, họ không có thu thúc nhãn căn của mình. Khi mà thiền sinh đó đi từ một điểm này tới điểm khác, họ cư xử như là họ cũng còn ở ngoài đời, không phải là ở trong một cái thiền viện. Khi mà họ ngồi xuống, khi họ đứng dậy, khi họ cúi xuống, duỗi tay, tất cả những cái tác động họ làm khi họ hành thiền thì họ làm một cách bình thường mà không có giống như là một thiền sinh. Thì như vậy thì cái sự kính trọng về cái sự về cái pháp bảo thì nó thấp. Và bởi vì không có cái sự kính trọng đầy đủ trọn vẹn trên pháp bảo pháp hành, cho nên thiền sinh, những cái vị thiền sinh đó không có cái sự cẩn trọng để mà ghi nhận đề mục trong từng giây phút. Và cái sự ghi nhận của họ không có được liên tục, không có được mạnh mẽ. Khi mà một người cố gắng tạo cho cái sự ghi nhận của mình được liên tục thì họ đang tạo cái năng lực trong chính bản thân mình. Khi mà một người có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong từng giây phút thì một người sẽ hiểu được danh và sắc như thế nào, thấy một cách rõ ràng, biện biệt danh và sắc. Và sau đó những cái tầng tuệ khác, chẳng hạn như nhân, quả, sanh, diệt, những tầng tuệ khác sẽ tiếp tục sanh khởi. Khi mà vun bồi được những cái tuệ giác qua thiền minh sát thì một người có cơ hội để cắt đứt những cái hạt giống của phiền não. Phiền não cần phải diệt trừ trong ba cái tầng lớp. Thì cái phiền não đầu tiên là cái loại phiền não thô tháo mà chúng ta cần phải diệt trừ qua cái sự giữ giới. Cái phiền não thứ hai là cái phiền não tư tưởng. Chúng ta cần phải vận dụng tinh tấn, chánh niệm và chánh định để bảo vệ cái tâm. Thì nhờ như vậy mà chúng ta giảm bớt được những cái phiền não tư tưởng, tránh xa được những cái phiền não tư tưởng, làm cái tâm nó trong sạch. Và cái loại phiền não thứ ba là những cái loại phiền não ngủ ngầm. Thì khi mà chúng ta hành thiền có cái sự định tâm, sau đó tuệ giác phát sanh, thì nhờ có tuệ giác mà sẽ giúp chúng ta bứng gốc rễ những cái phiền não tư tưởng, những cái phiền não ngủ ngầm. Một giây phút ghi nhận thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà một giây phút ghi nhận thì chúng ta cần phải có cái sự trân quý. Một giây phút ghi nhận nó quan trọng và cần có cái sự trân quý. Ngài muốn giải thích một kẻ thù là như thế nào, thì đó là cái câu hỏi kẻ thù là ai.
Kẻ thù là những ai mà tạo cho chúng ta những cái khó khăn và chống đối lại với chúng ta. Thì có hai loại kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù bên trong mà chúng ta gặp phải thường xuyên là tham, sân và si. Tham, sân và si đã theo chúng ta trong suốt cuộc đời. Đây là những kẻ thù gần nhất và nguy hiểm nhất mà chúng ta gặp phải. Kẻ thù bên ngoài thì có hình dáng của người, thú vật hoặc là những cái thời tiết khắc nghiệt. Đó là những cái kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù bên ngoài thì xa, không có gần. Kẻ thù bên ngoài thì xa và chúng ta không có gặp kẻ thù bên ngoài thường xuyên. Cho nên kẻ thù bên ngoài thì không có ghê sợ bằng kẻ thù bên trong. Kẻ thù bên trong của tham, sân và si sẽ tạo chúng ta làm những cái bất thiện nghiệp. Và chúng ta sẽ lệ thuộc vào những cái tham. Khi mà tham sân si sanh khởi thì chúng ta sẽ cái tâm sân, cái tâm tham và cái tâm không có hay biết sự vật đang sanh khởi rõ ràng trong giây phút hiện tại, thì cái tâm chúng ta nó sẽ như vậy. Cho nên khi hành thiền, trước là chúng ta muốn tránh xa những cái phiền não thô tháo, sau đó chúng ta muốn đẩy lùi những cái phiền não tư tưởng, và cuối cùng chúng ta muốn đoạn diệt tất cả những cái phiền não, đặc biệt là những cái phiền não ngủ ngầm. Trước nhất chúng ta cần phải một cách nhanh lẹ thoát khỏi những cái kẻ thù, tránh xa những cái kẻ thù một cách nhanh lẹ. Thì cũng như là chúng ta đang bị đuổi bắt bởi những cái kẻ thù, và bởi vì như vậy chúng ta phải chạy lánh xa một cách nhanh lẹ. Thì cũng như vậy, khi mà ghi nhận đề mục, chúng ta cần phải ghi nhận đề mục một cách nhanh lẹ, để sao cho phiền não không có cái cơ hội nào sanh khởi. Nếu mà chúng ta ghi nhận một cách chậm chạp, thụ động, thì phiền não sẽ có cơ hội để sanh khởi trong tâm của chúng ta. Khi mà những cái tuệ giác của thiền minh sát bắt đầu phát triển, thì cái sự ghi nhận của thiền sinh trở nên nhanh lẹ, chính xác và đúng đắn. Khi sự hiểu biết của thiền minh sát trở nên trưởng thành, thì chúng ta có thể dễ dàng tìm tới một cái nơi an toàn. Trong giây phút đó thì chúng ta sẽ thực chứng được đạo và quả. Và cũng như vậy, khi mà một người tới được một cái nơi an toàn thì họ có thể nhìn lại để mà kiểm soát cái hành trình của mình như thế nào, suy niệm về cái hành trình của mình. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta đạt được tới đạo và quả thì chúng ta có một cái tuệ xét lại, chúng ta nhìn ngược lại để mà suy niệm lại những cái kinh nghiệm gì mình đã có được. Nếu mà chúng ta chưa có những được những cái kinh nghiệm này qua cái sự thực hành của mình, thì thiền sinh cố gắng chỉ ghi nhận để biết những cái điểm này mà thôi. Cho nên trong 6 cái loại tư duy, khởi đầu với tư duy về nghiệp, sau đó chúng ta áp dụng vào cái sự thực hành của mình với cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn, để cho cái tâm nó tập trung trên cái đề mục. Bằng cách này chúng ta thoát khỏi được những cái kẻ thù của phiền não. Trong từng cái sự ghi nhận thì chúng ta đang tạo cho mình một bước tiến xa hơn phiền não. Khi mà cái sự ghi nhận chúng ta trở nên nhanh lẹ, thì khi đó phiền não, những cái kẻ thù bên trong không có theo kịp chúng ta. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh cố gắng tôn trọng cái việc thực hành của mình. Ngài mong là thiền sinh hành thiền, tạo những cái tác động của mình, những cái cử động của mình trong khi mình hành thiền với cái sự tôn kính, hành thiền với cái sự ghi nhận liên tục, và thiết lập được cái sự cẩn trọng và ghi nhận liên tục trong từng giây phút mình hành thiền. Rất là quan trọng để mà chúng ta có thể chạy thoát được những cái kẻ thù bên trong.
Nhưng mà muốn giải thoát được những cái kẻ thù bên trong, chúng ta không có thể nào mà khởi đầu hành thiền rồi sau đó lại ngừng, rồi sau đó lại tiếp tục hành thiền. Cái sự gián đoạn như vậy thì nó không có giúp chúng ta. Chúng ta cần phải hành thiền ghi nhận liên tục, không có cái sự gián đoạn. Chúng ta cần phải đi từng bước, từ bước này sang bước khác, một cái nối tiếp với nhau một cách liên tục, nhanh lẹ. Như vậy chúng ta mới giải thoát, tránh xa được những cái kẻ thù mà đang theo đuổi chúng ta. Cái sự ghi nhận chúng ta phải nối tiếp từng cái sự ghi nhận trước và nối tiếp với cái sự ghi nhận đi theo sau. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh sẽ nghe theo những lời dạy của Ngài. Đối với những thiền sinh mà có thể hiểu được những cái lời dạy của Ngài và áp dụng vào việc hành thiền của mình, thì không cần phải một tháng thì thiền sinh đó mới nhận thức được những cái kinh nghiệm đặc biệt. Chỉ vòng một vài ngày thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư tin là những thiền sinh đó sẽ có những cái kinh nghiệm đặc biệt trong cái việc thực hành của mình. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư thường hỏi quý thiền sư về kinh nghiệm của thiền sinh, thì Ngài được biết là không có bao nhiêu thiền sinh mà có cái nói được với cái sự hăng hái, hăng say về cái sự thực hành của mình. Tức là khi trình pháp thì không có bao nhiêu thiền sinh có cái sự hăng say về cái sự thực hành của mình. Thì có nghĩa là thiền sinh không có những cái kinh nghiệm gì đặc biệt khi mà họ trình pháp. Nếu mà chúng ta hành thiền được một tháng và chúng ta chưa có đạt được những cái kinh nghiệm gì đặc biệt, thì rất là quan trọng để chúng ta phải vận dụng cái sự tinh tấn, nỗ lực nhiều hơn, chánh niệm nhiều hơn, để mà có cái sự định tâm nhiều hơn. Chúng ta cần phải chú trọng nhiều hơn, áp dụng cái sự tinh tấn, chánh niệm và hướng tâm đúng đắn trong từng giây phút. Và nếu mà được như vậy thì trong một vài ngày, Ngài tin chắc là thiền sinh đó sẽ gặp, sẽ thấy được, có được những cái kinh nghiệm đặc biệt và rõ ràng. Trong sáu cái loại tư duy thì đối với cái sự hành thiền, cái loại tư duy đầu tiên, tư duy về nghiệp, và cái loại tư duy thứ ba, tức là tư duy về thiền minh sát, thì nó rất là quan trọng cho chúng ta. Khi mà hiểu được là nghiệp, là nếu mà chúng ta làm điều tốt, chúng ta gặt hái những cái quả tốt, làm những cái điều xấu, chúng ta gặt hái những cái quả xấu, thì và tiếp đó chúng ta hành thiền minh sát để mà có được những cái tuệ minh sát. Thì trong cái việc hành thiền, chúng ta cần phải biết cái cách thức. Trước khi hành thiền chúng ta cần phải học cái cách thức, thì để mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi trong thân của mình. Thì cái phương thức ở đây là chúng ta ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, phòng, xẹp, cúi xuống, dở, bước, đạp, nhắm mắt, mở mắt. Tất cả những cái tác động đang sanh khởi trong giây phút hiện tại chúng ta ghi nhận, thì đó là cái phương thức. Nhưng mà khởi đầu thì chúng ta không có thể nào mà bắt được hết tất cả những cái đề mục này trong cùng một lúc. Cho nên khởi đầu thì chúng ta theo những cái đề mục mà rõ ràng, dễ dàng theo dõi nhất. Khi ngồi thì chúng ta bắt đầu quan sát phòng và xẹp. Khi chúng ta ghi nhận phòng và xẹp thì chúng ta khi chúng ta quan sát phòng xẹp thì chúng ta cho một cái nhãn hiệu để mà chúng ta niệm. Chẳng hạn như phòng thì chúng ta niệm là phòng, xẹp thì niệm là xẹp. Khi đi kinh hành thì chúng ta quan sát cái sự dở, bước, đạp ở chân. Và sau đó những cái sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ lưỡng một cách chặt chẽ. Chẳng hạn như là cúi xuống, duỗi tay, đứng dậy, nằm xuống, vân vân. Cho nên trong cái một thời gian hành thiền thì nó có ba phần: ngồi, đi và sau đó là sinh hoạt hàng ngày. Nếu mà trong ba cái giai đoạn như vậy mà cái sự ghi nhận của chúng ta nó tiếp nối với nhau, không có cái sự gián đoạn, thì
thì và cái sự chánh niệm thì nó tiếp tục nói tiếp trong từng giai đoạn, thì như vậy cái tư duy về thiền minh sát sẽ sanh khởi. Thì nếu mà muốn biết cái cách thức để hành thiền thì chúng ta phải tìm tới đâu, thì đó là cái câu hỏi. Chúng ta cần phải tìm tới một người bạn đạo, một người bạn đạo lý tưởng, thì tiếng Pali gọi là Kalyana Mitta, một người thầy, một vị thầy để mà chúng ta có được cái phương pháp. Và chúng ta cần phải nghe một cách kỹ lưỡng, nhớ cái phương pháp và sau đó áp dụng vào những gì mình đã nghe và hiểu biết được, áp dụng vào cái việc thực hành. Chúng ta cần phải nghe pháp thoại mỗi ngày để mà giúp chúng ta tiếp tục hành thiền một cách đúng đắn. Khi đó thì cái niềm tin của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ, và với cái niềm tin thì chúng ta sẽ có cái sự mong cầu để đạt được những cái sự lợi lạc qua cái sự hành thiền. Cái sự mong cầu này, cái pháp dục thì sẽ giúp chúng ta có cái sự can đảm để từ bỏ những cái dục lạc ở thế gian và tìm tới một cái nơi, chẳng hạn như một cái trung tâm ở đây, nơi mà chúng ta có thể áp dụng cái việc thực hành của mình. Thì khi mà hành thiền thì chúng ta chú tâm vào những cái gì sanh khởi trong thân, thân và tâm, và quán sát những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại. Bởi vì hai cái yếu tố, nhờ hai cái yếu tố là học và sau đó hành, thì những cái tuệ giác của thiền minh sát sẽ sanh khởi trong từng giai đoạn. Và sau ở cuối cái đoạn đường của thiền minh sát thì khi đó một người sẽ đạt tới cái tư duy về đạo. Hai cái yếu tố học và hành, đây là hành thiền với cái thái độ đúng đắn. Thì hai cái yếu tố này thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là Ngài không có tự mà tạo ra. Đây là những gì mà đã được ghi chép trong kinh điển. Đức Phật đã nói là hai cái nguyên nhân để tạo cho cái sự thấy đúng đắn, cái tư duy đúng đắn về danh và sắc, nhân và quả, và để mà chúng ta đạt tới được đạo và quả thì có hai cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta cần phải học cái phương pháp từ một cái người bạn đạo. Cái nguyên nhân thứ hai là tiếng Pali gọi là Yoniso Manasikara, nghĩa là cái thái độ đúng đắn khi mà chúng ta hành thiền. Hành thiền với cái thái độ đúng đắn. Khi mà chúng ta biết cái phương pháp thì chúng ta cần phải hành thiền đi trên cái con đường thẳng tới cái mục tiêu của mình. Khi mà có cái khả năng để đi thẳng trên cái con đường tới cái mục tiêu của mình thì tư duy, chánh tư duy sẽ sanh khởi và phát triển đến khi mà cái tuệ được trưởng thành. Hiện bây giờ thì thiền sinh hành thiền đã biết cái phương pháp như thế nào, và thiền sinh đã hành thiền trong một thời gian, và trong cái sự hành thiền thì thiền sinh đã cố gắng hành thiền với cái sự tôn kính. Đây là những điểm mà mình cần phải vui mừng. Một người biết cái phương pháp và áp dụng vào cái việc thực hành của mình thì họ sẽ có những cái kết quả tốt đẹp. Một người có thể học cái phương pháp bằng cách là nghe hoặc là đàm luận với một vị thầy. Sau đó một người cần phải đi trên cái con đường trong từng giây phút, trong từng bước để mà tới cái mục tiêu của mình. Trong từng bước họ đi tới cái mục tiêu của mình thì cái sự ghi nhận nó đang có mặt. Trong từng giây phút chúng ta cần phải đi từng bước để mà đạt tới được một cái nơi an toàn, một nơi mà không có những cái kẻ thù. Cái danh từ Yoniso Manasikara thì Yoniso nghĩa là đúng đắn. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là tất cả quý thiền sinh sẽ cố gắng theo lời chỉ dẫn
của quý thiền sinh, của quý thiền sư, và theo lời chỉ dẫn của quý thiền sư và hành thiền đi trên cái con đường đúng đắn để tới một cái nơi an toàn. Và khi đi thì mình cố gắng đi nhanh lẹ để mình mới thoát khỏi được những cái kẻ thù. Đây là trách nhiệm của thiền sinh, là giữ chánh niệm liên tục mà không có kẻ hở, không có gián đoạn. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ vuông vòi được cái tư duy của thiền minh sát. Ngài mong là quý thiền sinh sẽ làm được như vậy. Thì đến đây Ngài ngừng cái buổi pháp thoại. Kính thưa quý vị, sau đây là phần tóm tắt của bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư. Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe rằng nếu mà một cái tâm vẫn giữ nguyên cái tình trạng cũ của nó mà không có được tu sửa, thì cái tâm đó sẽ nhỏ, sẽ trở nên nhỏ, yếu đuối, là vì vô minh và ái dục nó chi phối. Thì cái tâm cần phải được phát triển qua cái sự thực tập của thiền niệm xứ để cái tâm ấy có thể trở thành mạnh mẽ, lớn mạnh. Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ là một người có thể lớn tuổi, cái thân thể có thể phát triển to lớn, nhưng mà cái tâm của người đó vẫn nhỏ và vẫn yếu đuối. Và vì cái tâm đó yếu, cho nên khi mà nó đụng chạm đến, đụng chạm với những cái tâm sở, những cái tâm bất thiện và những cái tâm thiện, nó đối chọi nhau, thì thường thường cái loại tâm đó nó sẽ thua, và khi những cái tâm bất thiện nó sẽ thắng và nó sẽ chi phối. Thì thường thường thì là cái gì thắng thì nó sẽ thắng, cái gì mạnh thì nó sẽ thắng những cái gì yếu. Cho nên nếu mà chúng ta không muốn cái tâm của chúng ta bị chi phối bởi những cái tâm tốt thiện, thì chúng ta phải tập làm cho cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ lên. Nếu mà cái tâm